Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định xử phạt một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy bốc đầu tại đường Độc Lập, quận Ba Đình. Ngày 16 tháng 10, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố đã hoàn tất hồ sơ ra quyết định xử phạt NQK sinh năm 2007, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội, về các lỗi không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe mô tô chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh. Tổng mức phạt là 4,25 triệu đồng. Trước đó, trang Facebook Công an thành phố Hà Nội nhận được clip phản ánh của người dân về việc một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm bốc đầu xe máy gây mất trật tự an toàn giao thông tại đường Độc Lập, quận Ba Đình. Sau đó, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành xác minh và mời NQK đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, nam thanh niên này thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Hành vi bốc đầu xe máy thường xảy ra ở đối tượng vị thành niên, thanh niên có thể gây hệ lụy kéo dài về nhận thức của giới trẻ. Do đó, bốc đầu xe máy là một trong những hành vi bị nghiêm cấm, theo quy định tại điểm D, khoản 3, điều 30 Luật Giao thông Đường bộ năm 2008. Căn cứ theo điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, người điều khiển các loại xe mô tô, xe máy, xe gắn máy có hành vi bốc đầu sẽ bị xử phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng. Ngoài ra, trường hợp bốc đầu xe máy mà gây tai nạn giao thông hoặc không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của người thi hành công vụ thì sẽ bị phạt tiền lên đến 14 triệu đồng. Ngoài phạt tiền, người điều khiển phương tiện có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng theo quy định tại điểm C khoản 10 điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Đối với hành vi bốc đầu xe máy gây thiệt hại đủ yếu tố cấu thành tội phạm, chủ phương tiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Bên cạnh đó, hiện nay không ít người có hành vi quay lại cảnh bốc đầu xe máy rồi đăng lên mạng xã hội để nhằm câu like, câu view và khoe chiến tích. Việc đăng tải hình ảnh xấu này lên mạng xã hội có thể gây ảnh hưởng đến nhận thức của giới trẻ. Để ngăn chặn hành vi trên, tại khoản 1, điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, pháp luật quy định mức xử phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi cung cấp, chia sẻ đường dẫn đến thông tin trên mạng xã hội có nội dung bị cấm.